Ở đây bây giờ nó cũng có cà phê dạo giống Sài Gòn đầy. Kinh thật. Đi với bà mới lợp đấy. Mà còn đầy lốt đấy. Cái gì? Ăn được lại cả toàn chạy. Bán mất rồi. Bà bán cốc trà là mấy nghìn đây? 3.000 nhá. Không biết 5.000. Ngoài kia các ở trong này chỉ 3.000 thôi. 3.000 mà lắp wifi căng nét này à? Sợ thật luôn, dân chơi thật sự luôn. Ê, mẹ tôi đây bán trà đá cho mọi người nha, 3.000 một ly nha. Vốn mày 500 đồng. 500 mày dở à? Chưa đến. Nhá. Vốn mấy nghìn? Cho vào cái túi ấy. Đúng rồi, trái cám ngon nhất là bao tiền? Mấy chục. Để con đi hỏi nhà quê trồng hưu dày đỏ nhá, xem trái cám Thái Nguyên bán bao tiền. Mấy chục thôi. Nếu mà ngon nhất là 8.000 là ngon nhất đổ về. Bán đi tận gốc nó khác. Kinh thật đấy. Chè ngon, chè đấy, trà đá, chuyên chè cá. Ghê thật. Con dâu á, đứa nào? Đứa nào? Con. Cái đây là dầu cá. Thôi bà đừng có ước mơ con trai bà lấy vợ rồi. Đâu? Cho thuê nhà nhà tao. Tao mượn sự đi đứng sự vỡ đợi không thể vào nhà. Thì tao thấy con này 3-4 ngày rồi nó đều lau chùi để bụng cháu con Phượng. Có khi nào nó làm màu không? Không. Bây giờ chúng nó ghê lắm. Không biết tao là ai đâu. Tao không được làm gì hàng đâu. Tao nghi lắm. Bây giờ chúng yêu tinh lắm bà ơi. Bà để tôi kiểm tra. Úi trời ơi. Bà đừng có đùa với nhà chùa. Không. Vinh Phúc. Chứ đừng có đùa nhà chùa. Mà nó có biết nhà tao khổ lắm. Đấy là bà nghĩ là không biết. Đôi khi biết con trai bà có nhiều đó. Trong phát như dân mình nó có thật. Mà mày chúng mày yên tâm đi, mẹ mày tài sản bà đứng tên hết đây, bà đéo cho đeo đứng tên đâu. Tao đéo đùa nhưng mà mẹ tao biết mày ăn được của bà Tún thì xin là chúng mày mộc mõm. Ôi mày không phải hy sinh cả 2 tháng mà đéo có ai thuê. Nói chung đấy là vì là không có ai thuê chứ ở đâu mà hy sinh ế quá, không ai thuê nhà để không làm gì có ai thuê. Về sau cứ có người cho thuê thì gọi biết rồi là lại sao lại gọi cho và gọi một máy 486 nó ta bỏ rồi. Thì là bác đang ở đâu cũng có người gọi thuê đến thuê nhà bác ạ. Thì bảo là bây giờ tao lại đang ở tận trên Sơn La một châu còn đợi thu ngô. Thì về lại bác. Đi bán ngô luôn. Là thì bác nhà bác lại có vừa ruộng ở ngô mà có. Ngô quả là đùi cách đây mười mấy năm có 5 triệu rồi phải lên là ngô. 5 triệu đi. Quả đồi đấy chưa thấy bà ký tên nhá. Đến khi nó gặp tao. Bà có quả đồi 5 triệu là sao bà chưa nói năng gì nhỉ? Nó ngoan cực nhỉ. Vừa nghe được thông tin rồi. Tao chỉ chê lắm một cái là nó không được cao lắm nhưng nó cực kỳ ngoan. Nhà bà không cần cao. Gen cao đây rồi. Nhưng vấn đề là con trai của bà chắc thấy rồi. Đại học là tiếng Anh với mẹ quốc tế chứ nó lấy đi con mình. Tùy chứ bà. Ơi bà thì duyên xấu, vợ chồng nó duyên xấu. Tao mà lấy cái con bé thì là phúc nghìn đời. Úi giời ơi, bà cho tôi xem cái mặt nào, thật con em dâu tương lai nào. Có cái ảnh không? Nó bắt đầu thuê, mà nó đang là nó mua các
thủy gió gì. Cái đứa bán hoa. Vâng ạ, à, con là lùn. Đứa bán hoa trước cửa nhà mày á. Bây giờ vẫn đang vào đó làm hoa mà bán. Đấy, tí cái trang phải kiểm tra. Mày tí tao phải kiểm tra em dâu tương lai. Nó đang bán hoa lên trước cửa nhà mày. Tí phải kiểm tra đã. Có khi bà thế già bay bị lừa lắm. Bác ơi, bác không về lấy xe à? Bảo thế mẹ có đi đâu thì tao mới có để nó học. Thì nó đã biết mặt tao đâu. Ừ, đấy là bà nghĩ thôi. Bây giờ người ta chuyên săn bà ơi. Bà con gà đấy. Thôi bà ơi, con nói bà nghe. Con toàn dạy chúng nó đi săn dai vậy đó. Tôi cho cái nhà cả đời tôi không biết. Nhưng mà bà không thấy như quanh đây ai cũng biết bà là chủ nhà. Thôi bà để đấy, riêng để tôi kiểm tra. Vừa dầu phai để tôi, bà ngồi yên này đi. Thì tôi phải gạo gù làm màu cho em mình ra cưa gái. Em ngoan. Ở đời bây giờ lấy đứa ngoan chưa chắc đã tốt. Đúng không? Bà Tuân ơi, bà ơi, thà yêu một đứa lấy một đứa nó từng hư và nó quay đầu là bờ. Thế bọn ngoan nó phải lấy đổ đốn không? Cười đi mày. Hư cái đéo ơi. Mày hư cái đi. Mày hư cái gì ở đây à Phong? Thà là lấy cái đứa nó phá, nó chơi rách rời rơi xuống ruộng, rồi nó tu tập quay đầu là bờ như con hương béo đây. Quay đầu là bờ. Tao có làm béo gì đâu, mà tu nhá. Đấy, tôi che mặt thì chán không? Ô cái trang kìa. Lô đề cờ bạc, cảnh. Lô đề cờ bạc, tao là lô đề cờ bạc, chứ tao làm béo thì. Đó là một nghề. Cái gì nó là một cái nghề? Không, đấy là tức là mình theo quả đấy là cái duyên. Ôi. Đúng rồi, mỗi người đấy là cái duyên, cái nghiệp người ta phải trả ấy. Phật nào bảo mày đi đánh đề? Phật nào cho mày cái nghề đánh đề? À tốt. Cái trang nó bảo nghề là à, Phật là cho mày đánh đề. Ôi thì chết, đùa đấy, thôi. Đấy, kia đấy, mẹ mày bảo đùa rồi. Con này nó rất thông nha, nó cho vay lãi là có tôi. Đúng rồi. Đúng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tất cả những người đã đi vay mà được người cho vay lãi suất là thỏa thuận để lấy mưu sinh là người có phước nhất. Đấy chưa? Và những kẻ quyết lợi là những người tội muôn trùng. Đấy chưa? Chuẩn chưa? Tao đâu nói là cho vay tiền là bạn thầy bây giờ là con cháu của ma vương lại bảo là cho vay lãi cao là có tội, không bao giờ có, giáo lý đúng không có. Đấy sao học nên là tao gái lại trái người ta học mãi đang mà đi tích lan đây này. Tí nữa ba giảng cho mày cười sáng mặt không ơi. Rồi thứ hai là tâm sạch chứ không phải cái chỗ này sạch. Tâm phải sạch chứ không phải chỗ thờ cũng sạch. Tâm mà chẳng sạch không quét cho chết. Sạch là gì? Không sân si, không tham lam, không đưa tiền, không nói xấu, không đều tán. Có ba cái đấy là phải tu đầu tiên. Mày giàu tôi cảm ơn mày. Mày càng chạy nhanh tôi càng cảm ơn mày. Chúng tao không xui người ngã mày để mày ngã. Không có. Nhưng chạm vào tao là không được. Ừ, dạ. Cho vay 5 triệu. Các bạn là Phật Thích Ca là nó kiểu như cắt sông Hằng. Nhưng trong cái nghe giảng đó mình phải cần có trí tuệ. Nghe nói chứ, cần phải có trí tuệ. Thế giờ sao mày con vay 5 triệu? Cũng như là gia đình ơi, gia của. Con vay 5 triệu. Đấy, có 5 triệu ngay. Lãi suất bao nhiêu đây? 5.000 một triệu. Ôi giời ơi. Bà cắt cổ à? Bà cắt cổ à? 5.000 một triệu một ngày. A Di Đà Phật. Cho vay 5 quả đồi 5 triệu bây giờ 50 triệu chưa bán, lãi 10 lần chưa bán. Thế là bà cho vay lãi cắt cao rồi. Bà cho vay cắt cổ rồi. Bây giờ đây 5.000. Không, lại Sài Gòn 10.000, 20.000 kia. Bây giờ công an nó bắt như giặc hết. Đúng rồi, ngay lãi cao thì bắt như giặc. Thế cãi nhau cái là lại xòe. Đấy là do cao. Sao được? Đấy, các bà thấy này, mẹ bán có 3.000 một 3.000 ly nước thôi nhưng mà trả hình đấy nha, cho vay tiền mẹ 5.000 một triệu một ngày. Thế mà bà cho vay doanh nghiệp 2.000 một triệu, cho người dân thường mà cho vay 5.000 một triệu. Thế chấp sang tên. Chứ bây giờ vay mày không có thế chấp 5.000, sao mày vùng gì đi đâu mà đòi? Không có thế chấp cao nhất là 20 triệu. Thế bây giờ cửa hàng nệm bà sao rồi? Bán hoa trước cổng cửa nhà mày. Để cho nó ngủ luôn đấy à? Thì nó thuê nhà ở đấy nào. 2 triệu rưỡi mà 4 triệu.
ở cái nhà bây giờ á, mặt đường này. Thế là cái nhà đấy bây giờ là cho thuê bao tiền? Tổng tất. Cho có 3 căn, 3 phòng là 10 triệu. 8 triệu 3 phòng. Ơ, cháu tưởng là cái đấy cho thuốc thuê. Phương dạ rồi à? Tao thấy làm ăn được một tí không ạ? Dạ. Nhưng mà để không hiểu ông chồng chơi gì ạ? Không phải chồng có chơi đấy. Thế mà bảo ông chồng mà... Tao điều tra thật lỡ tại chỗ này nha. Kinh lắm, bài và ghê lắm. Để lỡ tắt buồn từ đâu để tao sẽ nói. Đéo thấy chơi bao giờ có kinh thật. Ê, có những đứa chơi trông đéo thấy chơi nhưng mà chơi kinh. Chơi không đáng gì, đừng nói vợ chơi, vợ chơi chơi gì ăn. Không phải chồng, vợ nó cũng không chơi, con nó không chơi. Không chơi mà này, con này nó liều. Con làm, nó mua miếng đất đó. À, lấy gắn nuôi dài. Không, sau một năm, nó làm nhà, nó vay 1 tỷ 7. Nó làm nhà, nó trả lãi từ ngày đến giờ. May là kiếm thuốc tốt, nhưng không có tàu xin nó phải lên đến 70 tỷ. 1 tỷ 7. Mày bán thuốc thì đắt nhất, tức là có đông khách nhất mà rất nhiều cửa hàng. Thế là mình không biết làm nào. Tao dậy từ 6:30 sáng như bình thường. Bây giờ này tao hỏi mày vay lãi 1 tỷ 7, rồi có giảm tiền không, giảm tiền có bốc không trả lãi. Mà mày thấy con xây cái nhà từ 50 đến bây giờ là 35, 15 chưa? Chưa bây giờ trả lãi 15, thì bây giờ nó lỡ mấy tỷ là ít, mà nó phải kiếm được cực nhiều nó mới trả lãi nổi. Thế thì nó không phải vay ngân hàng mà vay ngoài. Thì nó vay ngân hàng, vay ngoài nó giảm thế nào. Thế thì chết, sống chừng tật. Nói chung bà Tún mà cho vay 5.000 một triệu một ngày. Ở đây bây giờ là vay ngoài. Winmore đi ơi, căng chỉ mà em. Em da khô dùng mặt nạ cấp phẩm, Trần Thủy ơi. Da khô dùng mặt nạ cấp phẩm. 20 tháng 11, chúc cô Trang giám thị dồi dào sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp chồng người nha cô Trang. Đâu, tại vì tao đi nhậu trong đấy, tại cô Trang giám thị. Vì không cho ai thoát, không cho ai thoát một ly. Hôm qua Trang say không? Thì mày trả lời coi hôm qua tao say không? Không có đối thủ. Mày. Sao mà sáng nay tao dậy sớm lắm? Tưởng Trang ăn 18-6. À, quên chuyện này đi. Hôm nay chưa thấy học trò Kiệt Nguyễn mà chúc mừng cô Trang giám thị cái gì đâu nha. Con Phượng đổ vạ cho nó. Ta là cái gì cái này quỳ thường riêng cái mạng ý, không phải quỳ được. Nó bật lên cho nó xem đây cái lệnh của mẹ tôi cười vãi đái các bạn. Đấy, bán 3.000 công nước mà không hiểu lấy tiền đâu ra để cho vay nặng lãi. Nhưng thằng ấy làm sao chủ nào ăn được của nó. Vâng. Có sẵn như Trần Thủy, em sử dụng mặt nạ cấp ẩm lan đây. Mùa đông này da khô hoặc là những người ngồi trong văn phòng phải dùng mặt nạ cấp ẩm. Nhắn tin cho chị. Cách đây 3 tháng có giám vay của thằng Minh Bình cho 200 triệu. Thằng Minh cướp bao ra 200 triệu? Thằng Minh bố mẹ là phải cho nó một đồng số vốn. Minh bây giờ nó về ở cái nhà hàng xô đúng không? Không, nó lại cho thuê đất để nó ở trên đất. Thì nó làm chung... Nó làm cái bia gì mà? Bia gì? Quán bia trên này. Tôi đã hiểu vì sao mà bà Tút mà đéo vào Sài Gòn ở với tôi. Bà ở đây mà vui như thế này thì bà đéo đi đúng rồi. Ngồi chém gió không có tiền. Mày lên nha, bây giờ mà cái này mày đây tao cho mày điện kỷ luôn. Thằng này bảo thằng nào là thằng Cường, thằng luôn luôn chuẩn bị xuống đó. Chiều tối nay xuống gió kho thì bà cũng tao nói xuống luôn thằng Cường. Tao bắt đây thằng này không đi à? Đây, tao cho cái địa chỉ là. Đây mình đi ngay chỗ ải. Tao gặp thầy cái sàn bố cho mấy. Vậy lôi bà cho bà xuống Sài Gòn chỉ chơi thôi. Đâu là ngoài Bắc rồi. Không thích đâu. Làm ở đấy như mình mua trước ngày qua 24 triệu. Đấy. Đấy mình con nhớ con được thứ 2 qua là con được 3 tháng. Mình đang ở Sài Gòn rồi. Nhà bốn đứa con chả đứa đéo đâu tổ chức đám cưới mà cả đời mà sinh ra đi đám cưới thì mà thấy mệt mỏi. Tao nói bà bức từ ngày xưa là tôi không tổ chức đám cưới đâu nha, bà đừng có. Không bao giờ. Trước ngày tháng. Rồi tháng hai tới đám cưới nhiều quá, đấy việc của bà. Bà phải mời ra thì đông làm. Bà mà cưới thằng kia thì bà, à đám cưới con Thảo bà làm mấy trăm mâm. Đám cưới con Thảo bà làm mấy trăm mâm. Thế là ngũ ra là không kia còn đông nữa. Khi nào bà cưới thằng Phúc thì thôi xin là. Tôi không mời, khi tôi mời 500 mâm chết. Rồi lại 500 mâm được chưa? Chưa hết người. Đúng rồi. Thằng xã hội đen nào cả. Hôm qua. Tôi mời có 10 người. Đúng rồi. Bạn hết này gần trăm mâm. Có mời đó. Ít mấy bãi đáy à?
dành cả thanh xuân đi đám cưới để bành tũn đấy. Khi nghỉ chợ mà dám có gan nghỉ chợ mà tuyên bố luôn ông công kiến tao không bao giờ nghỉ chợ, tao không làm cái lợi, tao sẽ thực hiện được. Khi ngồi chợ cái công việc bình trung niệm sở dân là ba thôn phải xã, mẹ phải đàng hoàng, có tiền đi hãy nghỉ chợ, còn nếu không đi bật tiếng đã nghỉ chợ là lúc này là ta phải lối vòng tay lớn các cái kỷ niệm ấy. Mà nghỉ chợ là 20 năm rồi nhỉ? 17 năm. Mẹ cháu là 20 năm rồi. Đấy nhá, lối vòng tay lớn kỷ niệm ngày xưa phải có tiền nghỉ lớn nghỉ chợ để rúm lại thì đi mà đi chợ. Bây giờ bà vẫn bán, bà học nghề của bà già đây. Bành Thị Tún, cô gái vàng trong làng vay nợ. Chùm thịt lợn. Bà bán thịt lợn tắt hàng lắm. Hai mươi con. Mày ngày xưa tôi đi học mẹ mày người toàn thịt lợn thì nhà bà này. Từ 23 Tết thì bà nhỉ? Không à, bà từ 18 Tết tao lại họ nhà mày. 23 Tết bắt đầu phải ôm nhiều. Trần Thủy ơi, em nhắn tin đi chị Trần Thủy. Em muốn tư vấn gì em nhắn tin. Quật bóng quật đề, bà làm lô đề cờ bạc bà phải thua chứ. Bà ăn hết à? Bà tun bỏ bán chân gối đề mà không. Chăn gối nệm bá để không ở ngoài cửa chị tiện mới kìa. Tiệm hai cái kiosk chăn ga gối nệm ngoài chợ bà để không. Ai mua thì mua, mà đéo mua thì cứ để giữ đất thôi. Năm gian đấy. À năm gian vai đái thật sự. Mỗi thằng khẽ thôi nha. Chỗ trùng xí của tao là gì? Ta phải bàn ta bên kia. Thế cái bể nó sâu dưới nhá. Trên nó đề cao này để múc nước để tưới chợ nhá. Cái vệ sinh bên kia nhá. Cái kho bên này. Tao chiếm luôn rồi. Ta phải cho nó có rừng, nó riện. Nó riện xong bắt đầu là ta bảo là sửa bể ấy. Các sếp bảo sửa bể cho bà sửa chứ anh làm có tiền sửa. Sửa bố mới sạch, chặt luôn. Bà xem cái chỗ ngay cầu ngoài kia không được à? Không không. Cái chỗ là vì trung dụng người ta toàn lũ chó mới tài, tao dựng được ngay. Ờ đấy, dựng đi để đổ hết móng rồi bỏ không. Đã đi phá hết đi, thật đi nha. Cái tức cái bực vào nhau. Cái tức cái bực vào nhau. Cái tức nó bực vào nhau. Nãy đổi tôi gì đấy? Cho thuê 15 năm. Ít một thôi. Không, trong ta biết hỏi, ló cứ hạ nhà đập bung ra. Đập bung ra bây giờ xin được cửa. Mày thay cờ. Mẹ tôi là chùm đi đập phá, du đổ mẹ cái tường của chợ để kiosk mình ra mặt tiền. Đêm đêm mà cho mấy đứa trong xóm ra đập vào chân tường ấy. Sau một ngày đẹp trời bà ẩn đổ tường. Bà đổ ẩn đổ tường. Sau đó là ban quản lý chợ vì không có kinh phí để xây cái tường, bà là thành già hai mặt tiền. Anh trai kia đẹp trai thấy cờ rớt của Trang à? Mẹ thằng Phong bầu này nó, chúng nó đang hỏi mày là bạn trai cũ tao không. Thằng này chưa bao giờ trong cái ký ức của tao là tao thích mày vì nó lùn bỏ mắt em ra. Bây giờ lớn rồi. Ngày xưa tao cả Phong đánh nhau một trận đúng không? Ờ. Tao đánh nhau, thằng Hợp Ý là một. Mày Hợp Ý chưa đánh nhau. Còn chùm mày nhau đi. Ôi thật. Tao là tao vừa hôm qua mà tao giật mình. Rồi sao? Thật. Biết rồi đừng hỏi nữa. Không. Biết rồi thôi. Đừng hỏi nữa. Tại sao mẹ quản lý rất là kém? Mỗi người ta một duyên. Bà Tú Ni, bà đổ ẩn cái tường ở trước cái kiosk bán nệm của bà Ý. Và rồi ban quản lý chợ, người ta không có tiền xây lại cái tường. Thì là cái kiosk bà ấy ra mặt tiền đường. Vì là cái tường nó bao cái chợ, nó có hai đường hai bên, bà ẩn đổ mẹ cái tường rồi. Bà này bà kinh lắm, tôi khổ ghê rồi đấy.
đau đầu lắm, bà cũng đau đầu lắm. Chín giờ ở quê mới có chuyện đấy, ở quê mới có chuyện là đêm cho mấy thằng trẻ con ra đập tường để lấn chiếm. Ngoài phố không gì chuyện lấn chiếm. Ok, không may thì sao là mình chỉ có bấy nhiêu cái chỗ này le phe của tôi ăn công để lo cái nhà đủ tài sản để quan tài cho bốn bốn đồng nhá, bốn đồng tỉnh vào tối đến mười bốn cái tầng là đúng là làm mấy chiều bao cái căn lò quê rủ hát đâu quê như kiểu con gà con gái tôi đạt giải khuyến khích gì đây? Bye bye các mẹ nhé. Tôi xem lớp con tôi đang được giải gì văn nghệ đây. Đấy, bà chỉ bán nước có 3.000 thôi đấy. Khi nó bị tai nạn, tao nhắn kể cả mày là mẹ mẹ này cũng đéo gì nữa. Tao nhắn cả bảo bên nhà mày là bỏ con cái thoa về, tất cả bọn này tao giải quyết đâu. Hỏi mày 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 về mà hỏi đúng lếu sai lếu, còn nếu mày 10 triệu đúng mày giả tao 11 triệu. Lại luôn đi mà. Đi mày, đi mày sợ thật. Gọi một cuộc điện thoại. Mày gọi gọi lại check xem nếu mà không đúng tao trả mày 10 triệu mà lếu đúng. Mày trả tao 11 triệu thì mày. Sợ vãi đái thật sự. Một câu chuyện đã xảy ra mà đã lãi 1 triệu. Và kêu là tao kể câu chuyện này, nếu đúng, nếu không đúng tao trả mày 10 triệu, mà nếu đúng mày trả tao 11 triệu. Câu chuyện đấy xảy con mày ra rồi. Kinh đi. 10 giả 2 giả 3 đồng ý ký vào. Không được cái ăn chung lịt. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đất mà của con mà ở chỗ mà ở đấy bây giờ bán được chưa? Đất trong hết chưa? Ở ngoài đường đi. Ngoài đường đấy. Bán được đâu, đất này vuông chỉ có tay bo lòng lấy. Làm thế đây, làm có bán không thì ta lại mua. Không. Khi thằng Vương với cả thằng Hậu với cả thằng gì con nhà là Tôn nhỉ? Mày là cái thằng gì? Không phải. Thằng gì mà cháu với bà Kha nhỉ? Riêng mẹ lấy không phải thuê, mẹ tự mở cửa, chúng con để mẹ mở cửa, gọi nhắn 5-7 tin về thì cũng gỡ được đống hơn. Bây giờ ví dụ một tháng 3 triệu, một năm 36 triệu, tao cho có khách chồng cho 180 triệu, tao giả cho con tôi xíu quá, thì chính con Hoa là con mặt mẹt lồn mo trong công đắc, ngu. Mặt mẹt, mặt mẹt lồn mo trong công đắc. Mỗi người một đấy. Tao mua, không thể nào. Tùy những người người ta. Mua được ra đấy, nhưng người bình thường không bao giờ mua được ra đấy. Chúng ta mua của bọn mình. Đúng rồi, bà Tú cũng mua được. Những người khác không mua nổi. Thấy chứ? Mày có trên biển Nam thì chắc của đứa là mua. Tất cả chúng nó lâu đấy tao có mua được chiếc băng tiền. Còn chúng nó hiện nay là tao có thể đấu lợi sổ không bao nhiêu. Nhưng để mẹ mua cho này tao may mày đấy. Đúng rồi. Ngày xưa tao đưa mày 1.000. Bây giờ xã hội khó khăn thì mày chỉ được lấy tao 3 hào là một phải. Nếu không tao lấy tiền ngân hàng tao giảm mày luôn. Thế lúc ấy là khó, lúc ấy là chưa có uy tín, tao chưa phải không nghỉ. Bây giờ tao đầy uy tín là tiền ế, là chỉ có bà à. Tiền ế, để quay mày à? Không ế, tiền chó là mày. Chó là mày. Chó là mày. Nào. Không dạo phải này, đâu. Dạo này yếu kém quá, không cho được. Không ai vay tiền yếu kém quá. Bà nhìn từ mặt bây giờ đầy người vay nhưng mà không uy tín. Thôi, nhìn. Mà Tú nè. Tao thấy bà có nhiều quyển sổ viết tên nợ ngày xưa lắm. Đốt mày mẹ rồi. Kệ mẹ rồi chứ. Lại không bình tĩnh là mất hết. Đúng không bình tĩnh á. Không bình tĩnh giờ bình tĩnh sao? Cháu nhớ mãi là ê sao sao vay bà Tún trong bền vay đúng không? Nhưng mà là đấy là cái nghiệp kiếp trước mình lợ ló cái này mình trả nó đúng không? Bền vay cái con cặn tao cho nó đánh bóng. Nó mua xe mất mấy cái đêm. Nhưng mà tham vãi thì mà tao một xu. Bây giờ mới lộ. Trong bên là nào? Ở trong ngõ này ra. Không phải. Chả
6. Công nhận là thằng đấy cũng thuộc đại nhá. Nó làm ăn phất cực nhưng nó chơi hơi ngâm. À, tôi biết thằng Bền rồi, tôi nhớ thằng ấy rồi. Thật luôn. Bây giờ vỡ nợ chưa? Sầm bão lắm. Sập rồi à? Đâu nó làm cái này, xử cái này. Đâu nó. Bây giờ còn gì cho cổ. Ok, xử cái này. Tức là nó làm lên cực nhiều ấy nhưng mà xong nó chơi không. Thằng Bền mà chơi thằng Bộc và thằng Đỗ gì. Đéo ai chơi VR, mình đéo ăn được nhưng còn chấp được mẹ thằng ấy. Tao nhớ rồi, thằng ấy trùng thuê phim sách của tao không trả. Đi mẹ em nhớ rồi. Tao đạp xe xuống nhà đòi mấy lần đi về nhà mới phải gần những con Tuyến. Đúng rồi, đi mẹ tao nhớ người ơi. Trùng thuê phim sách của tao không trả. Ít mẹ 45.000 của tao. Mày. Cố rách cái nghi lúc nào tài khoản thấp nhất phải có gần 500 triệu. Nếu mà cần tiền phát cắm nhà phát đại gia luôn. Đi mẹ chúng mày thấy thấy mẹ tao chưa? Chúng mày thấy Đặng Thị Sơn mẹ tao chưa? Đéo tiền. Hết là có một vài trăm. Ghê chưa? Thế còn ngân hàng có bao tỷ? Ngân hàng đéo có nhưng mà tiền thị trường bây giờ mất tầm 20 tỷ. Nhưng cũng là tiền của chúng nó, tiền đéo lúc của ta. Nó là đéo nhưng mà tao có tiền. Ghê ghê. Tao có bản. Tao chỉ đứng ra thôi. Tao bây giờ đúng rồi. Khiêm chứ. Khiêm ra. Không có gì cả. Cái nhà cũng không cho mà nó đi chém chết ba mà. Bán lốt của bọn cùng. Cạnh nhà tới hiện đi. Đi mẹ để chạy mà nó. Mẹ bà phải chạy cho ông quả. Cạnh đi đi. Không biết gì. Thứ tử hình bà. Cũng lo cho anh Khiêm gì ra đấy. Ừ. Con nuôi bây giờ. Con là con nuôi không? Thằng Khiêm. Ngoan lắm. Thằng Văn Phục. Học cùng với thằng Phúc. Thế có vợ chưa? Là có vợ rồi, tỷ đấy luôn, hai trăm. Em cũng đổ. Nó ngoan. Lai lạnh rồi chị. Không phải lạnh rồi. Đó chị cũng được mong đến. Nhưng mà ta phải lo nó tù. Bây giờ những cái thằng mà nó đã nuôi đến cùng thì không bao giờ được của nó. Mày cũng có cửa ẩn. Ta luôn. Không bao giờ ai sai được. Bài. Mình nghe luôn. Dâu thì kệ mẹ nó đi. Bà biết gì ai không? Tao là gì lấy cái con khốn nạn thế này. Đừng có tránh vợ của thằng Tân nhà cô tao. Tránh cái thằng đấy, để cho mày nói ra. Cô tao. Bà ấy đi nhập tiếp, bà ấy xấu đâu. Vợ chồng nhà Thảo. Đây là đài CNN. Vợ nhà Thảo nhá. CNN nhiều chuyện. Mày nghe cái chuyện mà Thảo còn buôn như thế này mày. Vợ thằng Thảo là em tao. Vợ thằng Thảo là mẹ. Tiểu Tam. Mẹ thằng chồng này em tao. Ui, cái câu chuyện này cả xã hội ai chẳng xảy ra. Không, nhưng mà hai thằng chơi với nhau, chồng đi tù, vợ ở nhà gặp với thằng bạn thân là chuyện bình thường. Không, nhưng mà đây là họ hàng, có chẳng hiểu. Ơ, tao đâu có bảo được như thế, nhưng mà xã hội đầy. Xã hội đầy với cái tư cách đưa cả hàng. Không phải đầy họ. Mày ngu lắm như mày hiểu chứ nhá. Ngu cả Phương với ông Lộ tao là gần. Sao bây giờ đến đời, tức là cô cả đám là con của cả Phương. Đẻ ra cái Việt lại lấy là Thảo, đẻ ra thằng Tân, nó ăn lắm. Ôi, gần quá. Lao lêu. Bà ơi, người ta tình yêu là không giới hạn, không biên giới. Tình yêu không biên giới. Ở mình là cấm, chưa hết ba đời thì nó cấm. Chích quẻ. Nó chích khỏe đi, mẹ. Con này nghĩ nó đất của nhà thằng Hưng. Ta phải tộc phanh ba. Liên quan gì? Tôi đâu có liên quan đến đất của bà. Con kia là nghĩ là đơn của nhà thằng Hưng. Lạ, đéo thì cái con cháu biết không đơn. Bản thân bà biết một đơn và cái thờ rõ nhà đấy chẳng đi lại gì. Nhà làm lại. Mày là ngu lắm, kể cả nhà Lào gây gầm đến mấy cái con dâu thì có độc nhất là con dâu là có quyền. Mày đừng nói chuyện đùa. Bà nhầm rồi bà ơi. Bà nhầm là bà những cái Hà, cái Hải lấy một con mù con lại về làm dâu mà đòi được. Lấy những con bà tao ủng hộ. Loại cho gái cho tao đùa. Con chỉ có cháu tao tao. Vì mày biết đất nhà tao là đất nhà thờ đại tôn. Chỉ có tao chia lổ thôi. Ông Phúc mà đéo chia lổ. Ba lần là đất nhà thờ thì không chỉ được ở, không bao giờ được bán. Của tao cái thằng được rồi đó. Trừ khi là đất không có diện trong nhà thờ thì mới được bán, còn ở đấy mãi mãi chỉ được ở, không được bán. Tao nói nghe, đây tao nói thật này, tao chỉ cố làm bằng được tình. Lên nhà bà thắng mù lắm, đập hết nhà cả bà luôn. Chơi với tao có mất ngay tầm 1 tỷ, 2 tỷ luôn. Tao đéo cả tiền đâu. Mày quá, mày quá. Lỗi, mày tao không liên quan gì tất cả bà ấy cả. Tao nói này nha,
Hôm thứ ba vào Sài Gòn bắt tao ký khước tư tài sản. Từ ngày bác thắng. Tao ký luôn. Về làm dâu nhà quá. Tao chưa phải lo cái tòa tao cử bản tao mang về. Toàn tiền khi mày biết lên tòa nhà tao đã ngửa cả 37 họ đã ngửa. Thưa quý tòa 587 làm nhà toàn bộ tài sản đó là vàng của bơ và của mẹ tôi hai đời cờ bạc. Hai đời cờ bạc. Chỉ có cờ bạc thì mới mang tiền đi lấy chồng 43 mới mang tiền về để xây nhà thờ. Mồ mà xây bao nhiêu lần cũng toàn bác thắng có ăn lãi của bác tôi. Cái ngôi mộ ở chùa cũng của tôi. Có tôi, thằng Thông, cái bảy. Nhá, bác thắng cho tôi chỉ có đơm. 7 lần cho chị em tôi đất, chúng tôi không lấy. Nhưng cuối cùng anh tôi có nói một câu rằng là nếu mà không lấy mà nó mang con gái nó về làm nhà là cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trên pháp luật để mang về giả đất nhà mình. Cho nên ngày nay tôi mua đất đứng trước tòa, tôi mua đất đắt gấp 4 lần tôi được mua đất của nhập. Tính tiền kìa. Cụ chồng anh thì tôi mất 4 đấy. Tuyên bố luôn. Tiền kìa. Có cả tòa luôn. Đấy mày coi cả hai tất cả các quốc tôi mày bán 3.000 công nước nếu hiểu bao giờ có tiền thì cho vay. Chưa kể đến là lên đến cấp cao nữa. Nhưng đây là danh dự. Bác tôi. Bác tôi. Bán được 100 đồng. Bác tôi. Vừa kiểm tra được mấy tờ bây giờ. 43-12.000. Cô cảm ơn. Ui lịch sự vậy. Chưa kể nhá. Cô cảm ơn. Chưa kể là tôi đòi 200 mét đất nhà thờ riêng. Nhá. Còn rất điểm bây giờ đã đến giờ phút này rồi. Chia theo thừa kế. Nhưng tôi nghĩ bác tôi có thằng có tai mà chất xây cái nhà cho thằng Hưng ở bên cạnh rồi. Tôi cho 2 suất 60 mét. Lượng không thể đập bung. Thế là cả họ mới vãi đái. Mà ôi thứ này hóa ra mà toàn tiền của con cờ bạc đấy nhá. Con cờ bạc. Chỉ là cái nhà của Hà Hà Lộ xây sắc đấy. Bà ấy bán để bác ngồi buôn chuyện thôi chứ. Bán mấy cái này mấy đồng. Tức là chỉ cho ở thôi. Cho bà đòi là vứt. Ở quê nhá bán 4.000 một cái bánh rán. Đổi con đổi đất cho liền thì tóm gì là đất thực thi được một bao chạy về bên kia mà lấy thằng Linh ta mà không thống lĩnh được lốt cái đất thằng Linh thì nhà cái Hà tôi đập hết cái đất ta một kẻ nào là con là cháu mà láo với cả 37 với bà Hạ cây được cho nó nghe bà Hạ nhà ta thì bà từ ngày hôm qua cũng tin đâm ô tô nó nghĩ là con bé nó oán lắm chứ nó ngày xưa nó không tính như thế đó chứ kiểu nó còn cái gì con và nó dài một mình nó vẫn cứ như tất cả thì mình nhìn cái thằng chưa tiên nó càng tỉ nó có khi nó đi vắng ngày kìa về chỗ hôm nay nó mang hoa người dân trước công việc đóng cửa lại không cho nó mang vào cãi nhau thì nó cãi nhau gọi con nó về đánh tao nói nhanh lấy con đánh hại nhà dân bao là đi mà trùng tao con nó cứ đánh nó chết rồi 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 vào tù sợ quá đại một tỷ đô la đã đánh đâu chưa thì tôi đập có cái đầu xe thôi và tao nói nghe đã là việc gì phải nghịch tặc tôi biết chứ nghịch tặc giết chứ lọ cũng chưa còn có thằng nhá thì tôi một tỷ thằng không các phải cho nhớ đơn thằng Hải như trong thế này người đi về ra phố ta thì hàng bây giờ có sau đi lên để đè